trên đường phố thủ đô Ukraine, binh lính thiết lập các trạm kiểm soát tạm thời, dựng rào chắn bằng bao cát và lốp xe. Hôm 1 tháng 3, hình ảnh vệ tinh cho thấy đoàn xe tăng dài 60 cây số đang tiến gần về phía thủ đô Kiev. Trong cùng ngày, pháo kích của Nga đã phá hủy cột phát sóng truyền hình chính của Ukraine. Đa số cư dân Kiev đã rời khỏi thành phố. Một số người ở lại, cả nam và nữ, đến đăng ký tham gia đội tự vệ địa phương và nhận vũ khí. Tôi đến đây bởi vì có những kẻ không mời mà đến. Tôi nghĩ rằng những ai có khả năng thì đều nên làm như chúng tôi. Vì đây là nhà của chúng tôi phải bảo vệ. Trường hợp tương tự tại Lviv, một thành phố miền Tây Ukraine, người dân xếp hàng dài để đăng ký tham gia đội tự vệ. Hiện thành phố vẫn chưa bị tấn công, nhưng tiếng còi báo động kêu gọi mọi người trú ẩn đã vang lên hơn 20 lần kể từ hôm 24 tháng 2. Tôi là một y tá, tôi làm việc tại khoa cấp cứu, tôi quyết định tham gia cùng nam giới, tôi có kỹ năng sơ cứu và tôi có thể giúp họ khi cần. Một nhà máy bia ở Lviv đã chuyển đổi cơ sở sản xuất của mình sang chế tạo bom xăng với logo in hình Tổng thống Nga Vladimir Putin để chuẩn bị chống lại lực lượng Nga. Chúng tôi đã gửi các chai bom xăng đến các rào chắn ở Lviv. Chúng tôi đang cố gắng chế tạo ra nhiều nhất có thể để chúng tôi có thể gửi đi nhiều nơi và gửi cả đến Kiev nữa. Kể từ hôm 25 tháng 2, trang mạng của Bộ Quốc phòng Ukraine đăng các hướng dẫn tự chế tạo bom xăng, kêu gọi mọi người tham gia để bảo vệ đất nước.